để chở đâu nè. Ồ. Bye 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 nha. Cứu chị em ơi. Bye bye ạ. À. Giấc mơ của mẹ, xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOON. Bướm mặt trăng có họa tiết gì đi ta? Không có bướm. Không mà ý là sau khi làm bướm mặt trăng xong, cứ giống như là nó vật mà người á, đi đâu hay là đi mua sắm hay gì. Rồi rất là xuất hiện mấy cái đồ con bướm, em đi mua đồ trang sức á, nó thấy quá trời luôn, giống như là nó tự động bay trong mặt mình vậy đó. Thế là mình phải mua thôi. Giờ rất là nhiều đồ bướm, người ta sử dụng bướm. Qua đây chưa hết miếng rồi, hết miếng rồi. Thật ra đó là một cái tín hiệu vũ trụ đó mọi người. Có thể là trước đây xung quanh của Quân cũng đã bướm rất nhiều rồi nhưng mà không thèm để ý. Nhưng mà vô tình sau chương trình này để ý những cái gì về bướm bướm hơn đó. Em hết luôn. Mà tốn tiền lắm mọi người ơi, bò khô. Đây là hũ bò khô tình bạn. Wow. Của bướm mặt trăng và tiến đau nha mọi người. Hôm nay Quân đem lên cho tiến đau, mà tiến đau chưa tới thôi, mình đấu á, mình ăn trước thôi, nhưng mà tiến đau tới rồi. Chưa. À, bữa là sau khi tiến đau lộ mặt là Quân có hứa với tiến đau là sẽ tặng cái tiến đau một cái cúp quán Quân The Mask Singer bằng 3 hộp bò khô. Thì đây là mới có một hộp thôi, còn 2 hộp nữa nên là đợi tiến đau tới. Hàng 3 giờ mà chuẩn bị chúng tôi hết ăn. Hy vọng là sẽ tới sớm để ăn. Chắc ông đâu cũng ngồi đây cũng rỉa hết cái hộp này. Mà nay bữa mặt trăng có một trình diễn gì bứt phá không? Nói chung là cũng có một bài một, nói chung là cũng chương trình ưu ái cho Quân có một bài đơn. Thì hy vọng là sẽ hát cũng là hai cái bài đấy. Còn bài chung có một bài chung với một mascot khác nữa mà chưa có bao giờ xuất hiện luôn. Nên hy vọng là mọi người sẽ có một đêm nhạc thật là mãn nhĩ. Mặc đồ bướm mệt quá nha. Vẫn mệt nha, vẫn phải siết bụng nha. Vẫn phải mang giày cao gót. Đây, mời quay đôi giày. Đâu? Đây, đôi giày của tôi. Nào, cầm đôi giày lên nào. Đây. Mày hãy nhìn cái gì. Hãy luôn thấy sao ạ? Thôi luôn giới thiệu dùng luôn hai đôi luôn nha. Đôi giày. Okay, cái miếng này em chưa chuẩn bị. Thì nó là một cái đương nhiên không? Hôm nay thử sách này với anh cũng rất là hợp nè. Dạ, bình thường á là bướm bướm lên trên kia là bướm bướm múa, bướm bướm hát. Còn nếu luôn mang này lên là luôn múa lân nha mọi người. Ôi, xin đồng đúng không? Đúng rồi, chính chủ giới thiệu đi. Đây. Uy tín nha mọi người, uy tín là 20 phân nha đó, 25 phân nha đó. Không có bớt một phân nào. Mọi người cứ cố gắng đúng không? Đợi chưa bao giờ mang người bó người. Đời anh chưa bao giờ mang mày hữu xem nó làm sao. Dạ, tôi biết đâu mai mốt mình lại có một ba giả gái như Ngô Quyến Huy sao. Ủa hồn ấy. Ấy vừa nha. Anh ơi. Vừa anh ơi. Ấy ơi. Dạ, em nói nghe nè anh ơi. Không mà mọi người quay em mới được không ạ? Dạ. Em nói thiệt cho mọi người. Ngoài cái việc mà hát không á là đã khó, đeo mascot đã khó rồi. Bây giờ tôi mới biết là Trung Quân phải trải qua cái khó khăn gì nữa. Thì không thể nào đứng được trên cái guốc này luôn á. Em hay quá vậy. Quân nhím anh dễ lắm, dễ mang như vậy mà ta. Người ơi mà sao em mang hay quá vậy. Thôi chịu. Con gái đang chỉ đứng để em đâu có nhảy múa gì được đâu. Cái này con gái mang còn mệt chứ đừng nói con trai. Á mà nhìn nè đó thấy không. Mascot gọi là cực khổ nhất luôn á. Có không có mascot nào mà như tôi luôn. Hôm qua là phải quay hậu trường cảnh mà tập giờ sân khấu là Quân đã mang cái đôi này chạy nguyên một buổi chiều ngày hôm qua luôn. Là vừa mới vô cởi ra là vô thay đồ luôn. Phải mang nguyên một ngày. Nhưng mà trộm vía là đôi mới này nó dễ đi hơn đôi trước là hơi cứng. Là đôi mới cho em. Không tưởng tượng rồi. À ơi anh thọt vô mới biết được là nó khó gì luôn á. À, nhưng mà đi cái bị ghiền á, đi được cái bị ghiền nó bị thích á. Thôi không có ghiền cái được. Được sống đúng cái đam mê rất là sống muốn mà đi guốc kìa. Đam mê là đam mê gì? Không phải đam mê đi guốc mà là đam mê có một chiều cao khủng mà người đó mình không có cao nhưng người ta để mình đứng lên cái mình thấy mình cao hơn là mình rất là đam mê nên là. Nên là rất là thích mang lại như vậy chứ em đâu có đam mê cái. Không, mà hôm qua lúc mà tập band nó tự nhiên thấy Trung Quân đứng ngay đây là ủa, có đem cao quá vậy mà mình cũng có bất ngờ luôn á. Tự ra là mang nguyên ngày qua luôn hả? Mang nguyên ngày qua luôn đó. Phải đi cho quen đó. Anh liếm ai kìa? Dạ, cả lời. Giỏi à, giỏi. Cái này như bút mê vậy đó. Cái này là con tôm càng đúng không? Dạ. Em say.
không trắng đâu. Không quẹt luôn. Ăn cơm với còn lát tối mới làm hả? Ăn cơm thôi. Rồi mấy đứa kia sửa đồ cho ta chưa? Sửa đồ đi. Thôi đó mà hừng mà bàn tới bàn đồ đồ sinh hoạt sửa. Rồi em vô đi. Tụi em khóa trời em đâu. Mày sửa đi tao kêu là anh Quân tự sửa. Vậy là anh chị cái gì? Ừ, anh kêu là anh Quân tự sửa. Ai vậy? Ờ, Hàn Nhi. Ủa mà tới chưa? Sao sao mày không gọi cho tao mà mày gọi cho anh Luân cái đồ háo sắc? Hả? Ủa anh có hả? Ừ em. Nhưng mà đi lên sớm đi, ngày mai cái bài của mình là á lộn tối cái bài của mình. Mai lộn tối cái bài của mình là có lộn mặt nạ của sân khấu đó. Chị đi lên đây đi. Đang quay nè mọi người. Hãy như xin gửi lời chào tới mọi người đây nè. Rồi xong rồi nha. Đi lên đi nha. Đây là một cục sữa lông bướm cho mọi người nha. Đây mình chỉnh hình lông ta luôn đi được không? Đó, tại nó đâu có chân nó flin flin đi. Đó xong anh lên anh sẽ vũ ra. Rồi mốt lên vũ luôn nha. Nha 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 nha. Ok nha, mình đổ tim này để của tao, tao lấy cúp rồi tụi bay sao vậy? Làm lại cái này cho nó được cái nè. Cái spotlight. Đúng. Anh trả tiền riêng nha. Thuê đi. Kể từ giờ phút này là tông đông bất tiên. Hả? Cho đông biết. Có xe lăn hả? Ừ đấy. Đứa bầu có xe lăn cho mấy có xe lăn này đó. Xa đó. Xa đó chị ơi. Xe máy được. Chờ từng người đi. A few minutes later. Sao mà lại quên son vậy? Tao nghĩ mình đẹp rồi đó. Hả? Từ từ để chở đâu nè. Ồ. Bye bye các bạn nhé. Cứu chị em ơi. Bye bye ạ. Nhím ơi, nhím đi trước đi. Vô đây bốn người cùng đi chung nè, nhanh lên. Cô giáo và đi trước đi nhím ơi. Cứ có được đi vô. Rồi mình vào ha. Chưa. Xong rồi mặc áo xong. Ờ nhỉ hả? Cái áo này thì cũng rườm rà không kém đó. Hả? Đi vô ha mọi người. Tắm to. Giờ có đi múa đi cùng chân người ta. Đi múa 21. Đi thôi chút ngại quá. Go. Đi à, đi chưa? Đi thôi, quá chứ. Giấc mơ của mẹ xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOON.